Và chúng ta đã nhìn thấy là Gam họ đang muốn đầu tư lên cánh trên rất nhiều khi khóa lại đó là Jin. Và thậm chí là thêm một con tướng có khả năng bỏ đường và đi ramming cực mạnh, đó là Barote của Elio. Và chúng ta sẽ đến ngay với những diễn biến đầu tiên ở ván đấu thứ nhất cuộc đối đầu giữa Gamesport và Sereesport. Đã vừa có một tình huống check va nhau ở khu vực nửa dưới và chúng ta đã thấy Levi. Levi vòng xuống. Anh ta đang có một tình huống di chuyển rất đột biến khi mà bỏ nửa cánh rừng trên để di chuyển thẳng xuống đây. Và Slowzy mất có thể sẽ mất đi tốc biến và cả hai người đều mất tốc biến rồi. Một lần nữa Levi mang lại vô cùng nhiều lợi thế và chiến công. Không, chiến công đầu ở khu vực nửa trên bản đồ. Play nằm xuống trước. E lên đánh vào người của đối phương. Và thậm chí là bên phía của Hiếu Ba ta cũng muốn giữ đối phương lại. Còn đây là pha mà đã mất nhảy. Nhưng chơi rất là an toàn, phụ chắc đến từ Ikigai. Thì Levi có những cái pha lên tiếng và đằng đầu rất tuyệt vời. Còn khu vực bên trên, Bull vẫn một lối đánh đó. Nhưng đây là Levi. Vòng thẳng sau, Bull không còn nhiều năng lượng. Kia quay ngược ra lại không sát thương. Levi còn đó là tốc biến. Cho nên Bull chắc chắn nằm trong pha này rồi. Và mạng tiếp tục được nhường nhà được Kia Ya. Cần cả một cái lưỡi hái linh hồn nữa. Cho nên hơi khó dành cho đội hình này có thể giao tranh sớm. Và Sereesport bắt buộc phải bỏ những mục tiêu ở thời điểm hiện tại. Nhưng Ikigai anh ta không làm điều đó và anh ta vô hình chung đưa mình vào nguy hiểm. Một mạng free dành cho Play. Hay làm khởi đầu đến từ Play ở khu vực gần đường giữa. Khi mà ta mất tốc biến sớm, khi ta bị hạ gục sớm thì nó đã không còn ý nghĩa rồi. Lao vào dùng cả chiêu cuối. Đó là khi mình khả biến khóa luôn trụ lại. Còn thiếu một tí sát thương và Richard Quang vẫn có thể thoát đi an toàn. Và việc tốc biến lên với mắt xính không gian không hạ gục được. Nhưng đó là Play. Và họ đang muốn xóa hết tầm nhìn khi Levi đang đứng rất cao. Levi không tuy biến. Nhiên Levi anh ta không có tốc biến, anh ta bị tấn công. Máy nguyên thương được tung ra, thiêu đốt cũng thiêu đốt thẳng vào người của Levi. Nhưng sức sống chịu của Levi liệu có đủ để chạy không? Anh ta tạm thời là chạy được nhưng Bull đang đón đầu. Bull đã có được mạng hạ gục của Levi và Slowzy lướt lên cực kỳ hổ báo, tấn công thẳng vào người của Play. Anh ta có thể sẽ nằm trong tình huống này. Mưa tên lửa thả ra rất đẹp vào ba người đến từ Kia Ya, nhưng phân chia thiên hà tạm thời đã từ chối giao tiếp. Và Bull bên phía bên kia đang dùng đội hình của Gam tan vỡ hoàn toàn. 5-0 là thành viên cuối cùng trên bản đồ. Nhưng ở thời điểm đó thì tôi nghĩ rằng trang bị của Slowzy vẫn sẽ chậm hơn so với đối phương một xíu. Rồi Slowzy mất tốc biến, anh ta bị lực hút kinh hoàng và đó nó thực sự là kinh khủng. Nằm xuống và mạng hạ gục dành cho 5-0. Thiên mệnh khả biến trói chân hoàng đế Shima lại và đó là mưa tên lửa tiếp tục bị trói. Và Richard Quang cũng nằm luôn trong trụ của anh ta. Ikigai bị đẩy ngược về, Gamesport lấy được trụ đầu và mạng của đường giữa cùng với xạ thủ đối phương họ quyết định là không ngừng lại. Họ lấy trụ đầu nhưng họ không cần sứ giả, họ tận dụng tốt sai lầm của đối phương khi mà Slowzy có Ezreal của anh tại bắt khu vực đường giữa. Bây giờ thì với 5 người. Rồi, tốc biến lao vào tấn công thẳng vào người của Ikigai và anh ta dùng bản nguyệt thương tuy nhiên nó không cô lập được lượng sát thương mà Gam có thể gây ra. Ikigai còn sống với một chấm máu, Bull tiếp tục có mạng hạ gục. Và đó là Kia Ya cùng với Levi, một tình huống đâm quá sâu họ rút ra không kịp. Bull đép mà thôi, cùng vừa được giữa đang tấn công thẳng vào, tiếp tục mục tiêu là Slowzy. Levi tới suy tập kích lao thẳng vào đó chỉ cuối cấp hai người. Elio cũng đã tới, Slowzy không tồn tại được. Một phát bắn thứ tư cùng với lựu đạn nhảy múa vẫn chưa đủ để hạ gục Hiếu Ba. Sân khấu tử thần phi quyết ở sao vậy, mới bắn có hai cái và đã ngừng. Nhưng mà anh ta sợ với sự an toàn trong người cần lượng sát thương gánh. Còn đây là pha mà Ikigai xuống khu vực đường dưới cùng với Richard Quang. À. Nhưng đây là một cái pha mà thật ra ở cái nhịp mà Richard Quang ta dùng cho mình đó, chỉ cú đẩy đối phương ra, ta vẫn đứng trên mưa tên lửa và rất nhiều sát thương dồn vào người của Richard Quang. Lại ở việc thật đó là kiểm soát lại nửa cánh rừng phía trên. Khó khăn cho họ chính là việc không có công trình, nhưng bây giờ thì Gam đang bước lên, Gam muốn tấn công chưa rồi. Thì mình khả biến ép được một cú tốc biến từ Hiếu Ba và dịch chuyển quay ngược trở lại đó kia. Và sân khấu tử thần được mở ra, một viên đầu tiên trúng, viên thứ hai không trúng và tắt sân khấu tử thần. Họ đã truy bắt vào thẳng Elio nhưng Hiếu Ba không còn nữa. Elio tốc biến qua tường đến với người đồng đội mình, lao lên đến từ Asia. Nhưng đó là bước từ lửa vô cùng đẹp. Richard Quang có mạng đầu tiên, nhưng Ikigai cũng đang chạy đó, lực của kinh hồn rất đẹp. Và đó là cung ánh sáng bấm đồng hồ đó kia. Anh ta vẫn chưa nằm xuống nhưng Slowzy bị cho Play bắn tê người. Anh ta tiếp tục chạy và tiếp tục nhảy vào người của Bull. Bull chỉ biết chạy mà thôi. Elio nằm xuống nhưng sau đó thì Play đứng bên phía bên kia rồi lại tiếp tục bị bắt rồi. Đó Levi, anh ta góp được hai người. Hiếu Ba có thể sẽ phải đi theo Ikigai. Double kill và Kia Ya xe tấn công vào công trình không ngỡ từ Richard Quang. Cái đột lượng máu của Play rồi cái vẻ chân chọc lại đúng rồi. Đó là mưa tên lửa và cả sân khấu tử thần và anh ta gọi đó là Hiếu Ba ơi lên đò. Tiếp tục là Slowzy cũng lên đò rồi và chuyến đò này hơi xa dành cho Sereesport. Đẩy là bác đẩy lùi ra và phân chia thiên hạ nó không trúng ai cả, nó chỉ tạo tiếng cười mà thôi. Hiếu Ba đang chạy với cây lai ra lấy cái gai như một con thiêu thân giữa năm thành viên của Gamesport. Chiến thắng đơn giản 1-0 dành cho Gam và lại một lần nữa một ván đấu 3-0 không nằm xuống. 707 là KDA của anh ta. Và phải nói rằng một ván đấu mà cái cách là giữ vị trí. Lý do tại sao mà cái pha mà anh Thiên vẫn thắc mắc rằng chỉ bắn hai viên mà thôi, hai viên còn lại ở đâu? Anh ta luôn biết cách để chọn vị trí một cách hợp lý, có được sự an toàn.
nhưng vẫn gây sát thương, mang lại sự hiệu quả lớn nhất cho anh phía của Gam. Phải nói là đánh giá chung Gam họ banh bích rất là hay nha. Họ lấy được liên tục những cặp đôi nó đi rất là khớp với nhau, và thậm chí là họ vẫn còn những sự lựa chọn rất mạnh. Và Gam ơi, khóa lại đi, đừng làm nữa ở pha này nữa. Ưu điên. Và chúng ta đến ngay với ván thi đấu thứ hai, cuộc đối đầu giữa Gamesport và Seresport. Tỷ số hiện tại Gam đang vươn lên dẫn trước 1-0. Đúng. Lên khúc vươn lên trên. Cái top mạnh nhất là cái gì? Đây, Levi tới, có tầm nhìn rồi. Đợi. Mới cấp 2 mà đợi thôi. Mà thôi để làm đợi tới làm trán thành công cú đấm bùng nổ. Không có bất kỳ cái kèo bùng nào ở cú đấm này cả. Điểm khác biệt đây là cái top hai người. Quân có nhận ra vấn đề này hay không? Rồi xong rồi. Hình như là không rồi. Cánh băng phượng. Đó là chiêu cuối, không thể nào chạy với cú tạ xung hiệu đột này. Một mạng dành cho Levi và hai mạng đã có rồi. Ta di chuyển xuống đường dưới và có sự hỗ trợ của play. Nó khiến cho Slowzy anh ta không rồi, thăm đang gồng thẳng vào, đấm thẳng vào người của Ikigai. Nhưng tấn công ngược trở lại khi có sự hỗ trợ, đó là bán này thương. Và đó là tạ xung hiệu đột đóng thẳng vào người của xạ thủ đối phương và tách được xảy ra. Anh ta tốc biến để chạy, Slowzy vẫn tồn tại, play nằm xuống. Và Ikiga ta cực kỳ hung hăng lao tới, phân chia này đẩy được hai người, Baisiro bị mắc kẹt rồi, anh ta lướt về nhưng còn có bất kỳ con đường nào để về cả, về thẳng về đá cổ dành cho cặp đôi đường dưới của Gam khi những cái tốc biến quan trọng từ Levi đến từ play không có. Với tầm trang bị như thế này, ở như Levi đi xuống với một cái hàng thông nổ, quy của anh ta vẫn còn sẵn sàng đấm xiên rất là đau nha. Đang còn quy lên kia đang bọc đầu và lao thẳng lên, đó chính là Levi. Ta lao thẳng vào, ta đang tấn công thông người xạ thủ đối phương và năm cung với xạ thủ buôn sấy khô người Baisiro rồi. Baisiro không ai cứu cả, Ikigai cũng nằm và Richard quanh liên tục làm choáng, nhưng ta cũng kịp kéo theo đôi đường giữa của đối phương. Hiếu Ba đang chạy khỏe nha. Và Kiaya, anh ta đang dùng tùm lum loại bỏ để đấm thẳng vào người của đối phương. Richard quanh bắt đầu ao tầm tấn công đến từ con Lucian rồi, nhưng Gam không muốn ngừng lại, anh ta đấm thẳng vào người của Ikigai và chiêu cuối tấn công thẳng vào người Richard quanh. Nhưng Levi đang cô đơn quá, không loại được bắp lên. Levi mất tốc biến để chạy, bên phía Ikigai tấn công thẳng vào dàn sâu đối phương, anh ta nằm xuống. Nhưng Elio cũng không còn tồn tại trong bản đồ nữa rồi. Và Richard quanh đang muốn ke máu nhưng cũng có pha sọc được lại. Kia Gia đang là người lao vào và đó là bán bị thương, cú xoáy hai người. Levi lao vào, anh ta tấn công thẳng vào xạ thủ đối phương, tuy nhiên chưa nằm xuống nhưng cuối cùng Solozy cũng đã nằm rồi. Mưa tên lửa được thải ra, nhưng đó là Kia Gia, anh ta tìm kiếm vào Baisiro. Azir trong tay của Richard Quang đang xuyên toàn bộ hình của Gam Esports. Và Seres họ mất xạ thủ nhưng họ đổi lại được hai mạng là đường giữa và rừng của Gam. Seres Gam đã muốn cản và Ikigai đang đứng lại, anh ta có thể sẽ là mục tiêu, anh ta bị tấm bởi Levi. Và đó là chiêu cuối đến từ Levi để giữ cho Ikigai lại. Bái Nguyệt Thương vẫn đang cố gắng chạy, Hiếu Ba biết là thôi xong rồi, bye bye người anh em, thì họ sẽ bị chậm một nhịp khi mà mất đi một người và lao thẳng vào tiếp tục tấn công. Ba chiêu cuối, Slowzy một lần nữa không được chơi game. Boon đang ở lại, anh ta bị bắn liên tục vào người. Richard quá lao lên phân chia thế hả. Hai màn hạ gục dành cho Richard qua thủ vừa rồi. Và bây giờ là Kiaya và Boon gọi là Kiaya lên đò, nhưng rất Kiaya vẫn chưa muốn lên đò. Giáp. Cuối cùng thì Kiaya cũng lên đò và hai dịch chuyển đến từ Seres để có thể tiến thẳng xuống vào đường dưới. Và như thế này đặt câu hỏi là Gam sẽ phòng ngự như thế nào. Kiaya đã mất tốc hành, đã để không còn không còn đi thanh trần nữa rồi. Hai công cụ cuối cùng đó chính là cú tả xung hiệu đột. Kia liên tục bị bắn, anh ta không thể nào chống chịu được. Vì Ikigai lấy được cái trụ đầu tiên, tấn công thẳng người Kiaya và anh ta có thể sẽ nằm. Nhưng Boon cũng tương tự như vậy. Baisiro đang được chơi và đó là phương Kiaya đẩy thẳng Baisiro về. Nhưng Richard Quan đang gặp nguy hiểm rồi. Slowzy cần phải làm một điều gì đó. Ta đang bắn, anh ta hạ gục được một người, nhưng Levi đấm thẳng vào và Gam họ chiến thắng ở một pha giao tranh mà không ai ngờ tới được cả. Khi mà vừa rồi Ikigai cũng đã mất đi một lượng máu khá lớn rồi, Boon cần phải lùi về. Anh ta có thể sẽ mất tốc hành trong tình huống lao lên đến từ Levi. Trừng phạt làm chậm. Levi quay ngược trở lại và Baisiro cũng tới để hỗ trợ. Thanh trừng được xả ra. Quá đau. Cần phải chạy. Bán người thương được tung ra và Ikiga tiếp tục chạy. Nhưng đó là mưa tên lửa được xả ra, nhưng Baisiro liên tục bắn. Unstoppable. Không thể ngăn cản Baisiro của Vigam tiến thẳng vào dinh thường của đối phương. Richard Quan bị giữ lại. Cú xoáy bị outplay bởi đồng hồ. Đây là hai carry nhưng cuối cùng hoàng đế Surima gục ngã. Và có quá sớm hay không, như đây là chiến thắng 2-0 dành cho Gam. Sẽ không còn cơ hội để dành cho Seres nữa rồi khi nó nằm hết tất cả các trụ ba của vườn trên của Gam. Sao vậy? Tại sao những đội tuyển thi đấu với Gam họ có rất nhiều lợi thế, nhưng trong một cái giây phút mà chúng ta tưởng chừng như họ đã nắm toàn bộ mọi cơ hội để có thể kết thúc được cái ván thi đấu, nhưng vẫn là Gam, vẫn là một hình bóng của đương kim vô địch.